Các bạn đang nghe ở đồng ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 68, chương 242, càng lúc càng nghiêm trọng. Tiểu 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 dĩ nhiên sẽ không ngồi theo cô sơ nói sâu thêm về mấy chuyện này. Cô ấy mỉm cười đổi giọng. Tớ muốn nói là cậu có cảm thấy giáo sư Lục đặc biệt lo lắng cho cậu hay không? Cô sơ nhìn cậu ấy cười kỳ lạ. Không đúng. Cái gì không đúng? Tiểu 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 nhướng mày. Cậu vừa mới oán trách ấy không quan tâm đến tớ xong. Tiểu 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 hắng giọng. Bạn ấy chỉ là nói đùa thôi mà. Đùa mà cũng coi là thật à? Nói đến đây, cậu ấy kéo tay cú sữa lại, gõ gõ lên chiếc nhẫn. Kẻ mù cũng nhận ra anh ấy lo lắng cho cậu. Nhìn thấy chưa, còn chưa tốt nghiệp, đã dùng nhẫn buộc chặt cậu rồi, cứ như sợ cậu chạy mất vậy. Cú sữa cười hạnh phúc. Chẳng phải còn chút e dè là một cô gái nào cả. Cậu nhìn kìa, mới khen anh ấy vài câu cậu đã sướng thế kia. Tiểu 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 trêu chọc. Làm gì có ai nói bản thân như vậy hả? Cú sữa rút tay về, khẽ nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Ánh sáng lấp lánh của nó âm thầm trôi nổi. Cô chợt nhớ tới cảnh tượng khi ở Bắc Kinh, còn cả những lời thì thầm bên tai cô. Nghĩ mãi, trái tim chợt ấm áp, dường như cơn váng đầu cũng dịu đi không ít. Sướng cái gì thế? Trước mặt cậu còn có một người đang thở đây này. Tiểu 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 thấy vậy cười đùa đánh thức cô. Thật ra cô mím môi cười khẽ, nét ngượng ngùng càng cài nơi khóe mắt. Anh ấy đã nói đợi tớ tốt nghiệp là kết hôn. Tiểu 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 sáng nhịn cười, hắng giọng cố tình nói. Ô hô, bà nãy ai nói ấy nhỉ, việc học là trên hết. Ây à, anh ấy cũng chỉ nói đại vậy thôi, đều nhận đính hôn thì đáng tin cậy à? Cô sơ bị trêu, càng bối rối. Và lại, bây giờ đúng là việc học trên hết. Tiểu 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 cũng chân thành, cảm thấy vui cho cô. Thông qua vụ án này, tớ cũng coi như tiếp xúc với giáo sư Lục, cảm thấy anh ấy là một người đàn ông suy nghĩ sâu sắc. Kết hôn là chuyện lớn, một người cầu toàn cẩn thận như anh ấy sao có thể quả quyết được. Cô sơ chậm chậm uống nước gừng, niềm hạnh phúc không thể che giấu trên gương mặt. Cô cảm thấy Tiêu 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 phân tích cực kỳ chuẩn xác. Trước đây cậu lo lắng về tâm tư của anh ấy. Ở trong quán bar, tớ và Lăng Song cùng đưa ra không ít ý kiến cho cậu. Khi nhắc từ tên Lăng Song, Tiêu 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 hơi ngập ngừng giây lát. Trong vụ án này, người bị liên đới đâu chỉ có mình cô. Lăng Song bị cảnh sát thẩm vấn, ít nhiều cũng lọt tới tai các lãnh đạo của tòa soạn. Sợ ảnh hưởng không tốt, đã cho Lăng Song nghỉ phép dài dài. Bây giờ Lăng Song còn đang ở châu du lịch. Nghe nói từ đây, ở giờ trong tòa soạn vẫn còn bóng gió đồn thổi, liệu rằng cuộc sống đời tư của Lăng Song có bị kiểm điểm hay không. Cô sơ nhận ra sự ngập ngừng đó, trái tim cũng hơi trầm xuống. Sao cô không hiểu bây giờ, Lăng Song bề ngoài thì tươi rói, trong lòng thì ủ ê. Sau đó, cô lại nghĩ tới Tiêu Tiếu Tiếu. Lăng Song chỉ bị cảnh sát thẩm vấn đã như vậy, Tiếu Tiếu thì sao? Những giọt nước mắt của cậu ấy nuốt thầm còn nhiều hơn Lăng Song gấp bội. Có lúc bất thần đi thần giám sát, phòng giám định của kết quả rất nhanh. Khi tài liệu được đưa tới cho Lục Bất Thần, anh đọc với biểu cảm nặng nề. Anh nhét tài liệu vào trong cặp công vụ. Sau khi ra khỏi phòng giám định, bèn gọi điện cho La Chỉ. Đầu kia bắt ngánh ngay lập tức, nhưng tín hiệu chập chờn, giọng nói của La Chỉ cũng bị đứt quãng. Trước đây chúng ta bước vào một vũng nhầm lẫn. Lục Bất Thần ngồi trong xe, nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài cửa, trong đầu chỉ toàn kết quả giám định trong cặp tài liệu. Tôi thấy cậu phải điều tra triệt đề về lịch sử gia đình Quách Hương Vân, nhất là phải kiểm tra xem bà ta có mấy người con. Ngoài kiến nghị tổ chuyên án, có thể tới hỏi thăm Thịnh phu nhân rồi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, ánh mắt anh thu lại, yên lặng dựa vào ghế sau. Đôi mắt đau nhức rất khó chịu. Anh tháo kính xuống, nhắm mắt lại, giơ tay day day hai bên thái dương. Người tài xế nhìn thấy cảnh ấy trong gương chiếu hậu, không đành lòng bèn nói. Giáo sư Lục, mắt anh khó chịu ạ. Mấy hôm nay Lục Bất Thần không nổi lái xe, cấp trên đã cử tài xế Khoa. Đây không phải là tài xế bình thường, đủ khả năng để bảo vệ an toàn cho Lục Bất Thần.
Lục Bác Thần nhìn thấu, nhưng không phải Trần. Trong mắt cấp trên, anh ấy vẫn chỉ là một cậu thư sinh, sức trói gà không chặt. Nhưng khả năng quan sát của cậu tài xế này cũng rất khá. Dọc đường cứ thấy Lục Bác Thần không ngừng say xung quanh, đã biết anh ấy khó chịu. Không sao đâu, Lục Bác Thần khẽ đáp. Gần đây có một hiệu thuốc, hay là anh đi mua ít thuốc nhỏ mắt đi à, hoặc là đi bệnh viện xem sao. Người tài xế khuyên. Lục Bác Thần từ từ mở mắt ra, nhưng cảm giác căng nhức vẫn chưa dịu. Anh lại đeo kính lên, khẽ nói. Không cần. Nhưng mà... Sức khỏe của tôi hiểu rõ nhất. Anh ngắt lời tài xế rồi ra lệnh. Lái xe đi. Tài xế thấy anh cương quyết, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ gật đầu cho xe chạy. Tốc độ xe không nhanh, vì trước có quãng tắc, xe cứ lúc đi lúc dừng. Khoảng thời gian này, di động của Lục Bất Thần kêu không ngừng nghỉ, đều là những chuyện liên quan tới vụ án. Nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đi được bao xa, còn anh thì đã xử lý được khối công việc. Khi xe đi qua đường, anh mới tạm nghỉ ngơi, rót một ly rượu vang trong tủ trừ rượu ra. Nhưng ngay sau đó, tay anh run lên, ly rượu cầm không vững, đã rơi xuống, rượu vang đổ cả ra ngoài, bắn hết lên một bàn tay. Người tài xế thấy một cảnh này, vội vã phanh gấp lại, quay đầu lại. Giáo sư Lục, anh không sao chứ à? Đây là vị khách quý cấp trên đã dặn đi, phải bảo quản, xảy ra chuyện gì cậu ta khó mà nói. Lục Bất Thần buông thõng tay phải xuống, đưa mắt trái nhấc ly rượu lên, nói. Không sao, lái xe tiếp đi. À... Người tài xế nhanh nhạy, lập tức nói. Thật xin lỗi giáo sư Lục, ban nãy có người đi qua ngã tư, tôi lái xe không vững. Chú ý người đi bộ đấy. Lục Bất Thần chỉ bình thản nói một câu, nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Người tài xế này rất thông minh, có lẽ sợ anh ngượng ngập nên đã đỡ lời. Vâng, giáo sư Lục. Người tài xế quay đầu lại, yên ổn lái xe. Bàn nãy tay phải co giật, cho tới tận bây giờ, gân cốt của anh, của cả cánh tay vẫn còn co rút đau đớn. Còn bàn tay trái cầm chiếc ly, anh nhìn chăm chăm, xòe rộng ra, ngón tay trái cũng bắt đầu run kịch liệt, không thể kiểm soát. Tề Tuyết, Thích Kiều Kiều bị cảnh sát theo dõi sát sao. Lại 2 ngày nữa trôi qua, tổ chuyên án liên hệ với phía nội mông nhanh chóng tới trụ sở chính của tập đoàn Viễn Thăng. Mùa này, nhiệt độ nội mông thấp hơn nhiều so với Bắc Kinh. Thành viên của tổ chuyên án vừa xuống máy bay thì tuyết đã rơi. Xe đi thẳng về phía khu vực phía Bắc, tuyết càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành lông ngỗng. Chẳng mấy chốc hai bên đường đã bị tuyết trắng che phủ. Trời mưa tuyết dày đặc này là một điều hiếm gặp với các đồng nghiệp quanh năm sống ở Bắc Kinh. Khí hậu giảm xuống rất nhanh, tuyết không tan được, lại không ngừng rơi. Xe cào tuyết vừa dọng xong bên này, phía bên đường quốc lộ bên kia đã ngập đầy. Xe tắc thành cả một hàng dài, chậm chạp bỏ đi. Khi tới trụ sở chính của tập đoàn Viễn Thăng thì được thông báo Tổng Giám Đốc Tưởng đang họp. Tưởng Lăng, mẹ của Thịnh Thiền Vĩ, khi bố anh còn sống, bà là một tiểu thư khuê các, nổi danh trong giới. Số vượng phu đã giúp chồng giải quyết được không ít các bạn hàng, còn thường xuyên lấy danh nghĩa của tập đoàn Viễn Thăng tài trợ cho các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn từng vùng rừng núi, tập hợp các quý phu nhân thành lập quỹ từ thiện, không ngừng quyên góp từ thiện. Sở dĩ tập đoàn Viễn Thăng có danh tiếng tốt, chắc chắn có sự góp sức từ bên trong của Tưởng Lăng. Bây giờ bà có thể đình chỉ công việc của con trai, cả công ty trừ trên xuống dưới xưng là Tổng Giám Đốc Tưởng, chứ không phải là Thịnh phu nhân. Có thể thấy người phụ nữ này không đơn giản. Người của tổ chuyên án không sòng sọc xông vào. Trên đời này không có vách tường nào không lọt gió. Nguy cơ ảnh hưởng tới uy tín trước mắt họ cũng biết rõ. Từ tận khi sắp đến giờ tan ca, Tưởng Lăng mới từ trong phòng họp đi ra. Người thư ký vội vàng bước lên thông báo. Trong vụ án này, ngay từ ban đầu, Tưởng Lăng đã không phải là đối tượng quan trọng được điều tra. Thế nên, tổ chuyên án vẫn chỉ dùng hợp tác điều tra với bà hoặc là hỏi những câu theo thông lệ. Nhưng Tưởng Lăng là một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió, nếu chỉ hỏi những câu theo thông lệ, hà cớ phải huy động bao nhiêu người từ Bắc Kinh qua đây. Đi cùng với tổ chuyên án cũng có người của tội trọng án tỉnh, Tưởng Lăng biết mặt. Bà ngồi ở vị trí cao, kết giao với những người này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Cảm giác Tưởng Lăng đã mang lại cho người ta không quá uy quyền, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người khác đối với bà. Một người phụ nữ cao khoảng 1m6, hoàn toàn không mang tới cảm giác ngạo nghễ
hay đáng sợ cho đàn ông. Bà mời mấy nhân viên cảnh sát vào trong phòng làm việc, liên tục xin lỗi vì phải bắt họ đợi, rồi ra lệnh cho thư ký và mấy tách cà phê ngon bưng đến. Phòng làm việc rất rộng, nhưng đa phần đã thiết kế cho một điển viên. Bên trong có khá nhiều sắc màu dân dã, không có cái lạnh lẽo và xa cách phồn hoa của đô thị. Bà ngồi trên ghế sofa, trên người là chiếc áo bó lông cừu mà tinh tế, màu trắng dịu kết hợp với một chiếc quần dài màu xám nhạt đơn giản, tóc búi hở hững sau gáy, được cố định bởi một chiếc châm cài tinh xảo. Từ trên xuống dưới, có thể hình dung bằng từ nhã nhặn, duy chỉ có chiếc đồng hồ trên cổ tay là có kiểu mặt vuông mạnh mẽ, đủ để toát lên sự nghiêm nghị và quy củ trong tính cách của bà. Trông bà rất trẻ, da dẻ rất đẹp, hai thứ để dễ tiết lộ tuổi tác của người phụ nữ, nhất là một tay, hai là cổ. Bà có một đôi tay tròn mịn màng, những ngón tay trắng trẻo, chiếc cổ thon dài và xinh xắn, không có lấy một nếp nhăn. Một người phụ nữ như vậy khiến người ta rất khó liên tưởng tới việc bà có một người con trai lớn như Thịnh Thiên Vĩ. Nhưng thực tế là, theo điều tra, người phụ nữ trước mắt năm nay đã 58 tuổi rồi. Cảm giác bà mang lại cho người ta rất tốt, nhu mì điềm đạm, đôi mắt đã không còn sắc sảo như có hồi trẻ, ít nhiều có thêm sự dung dị của năm tháng. Phía cảnh sát nói rõ mục đích, né tránh những chuyện bảo mật của vụ án, một vài chuyện khác có thể nói trước thì không giấu giếm. Đầu tiên là tìm hiểu về Quách Hương Vân và Mục Thanh Đăng. Tưởng Lăng không giấu, kể hết đầu đuôi cho cảnh sát. Mọi chuyện không sai khác là bao so với lời khai của Thịnh Thiên Vĩ. Chẳng qua vẫn chỉ là chuyện Quách Hương Vân giúp việc trong nhà họ Thịnh. Khi hỏi tới những chuyện khác, Tưởng Lăng không tỏ không biết rõ. Cảnh sát nghi hoặc, bà bèn thở dài. Nhắc tới Quách Hương Vân thì bà ấy cũng là một người đàn bà đáng thương, gặp phải người chồng tệ bạc. Chúng tôi thấy bà ấy làm tròn bổn phận nên cũng không soi xét quá nhiều về quá khứ. Ai cũng có những ký ức không muốn nhớ lại, tôi cũng không muốn cào lại vết sẹo của bà ấy ra. Cảnh sát hỏi thêm một số vấn đề. Khi hỏi tới bố của Thịnh Thiên Vĩ, biểu cảm của Tướng Lăng có phần cô đơn. Sức khỏe của ông ấy trước đó vẫn không tốt, lại vì chuyện của Thiên Vĩ và Thanh Đăng nổi giận rồi đổ bệnh, về sức khỏe ngày càng yếu. Lần cuối cùng phẫu thuật tiểu ngấy không qua khỏi. Chuyện ông Thịnh qua đời, ai trong giới kinh doanh cũng biết. Cũng vì chuyện này mà Thịnh Thiên Vĩ bị gán cái danh bất hiếu. Bà có oán trách Thịnh Thiên Vĩ không? Cảnh sát hỏi. Tưởng Lăng cười chua xót. Nó là con trai tôi, sao tôi có thể oán trách chứ? Mù bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt cả mà. Đúng vậy, nếu anh ta là con ruột của bà thì đương nhiên bà không được oán trách. Người cảnh sát đi vào trọng điểm, lại câu chuyện đi. Nhưng nếu anh ta không phải con trai bà thì sao? Tưởng Lăng cầm lấy nước, chợt khựng lại, ngẩng phát lên nhìn họ, nhưng biểu cảm của bà lại trở lại như cũ rất nhanh. Bà cười nói. Thật ngại quá, lần đầu tiên tôi biết, hóa ra cảnh sát cũng thích đùa. Chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của Tổng Giám Đốc Tưởng, cho dù không phải con đẻ, thì Thịnh Thiên Vĩ cũng do bà nuôi từ nhỏ đến lớn, cũng có tình cảm. Tưởng Lăng nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, với miệng cong lên một nụ cười. Trí tưởng tượng của các anh phong phú quá, tức là khiến các anh thất vọng rồi, sao nó có thể không phải là con trai của tôi? Quá nực cười. Vậy Tổng Giám Đốc Tưởng có vui lòng cho cảnh sát lấy mẫu kiểm tra không? Tưởng Lăng khẽ nhướng mày. Có liên quan tới vụ án hay sao? Chúng tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của Tổng Giám Đốc Tưởng đâu. Tưởng Lăng trầm ngâm giây lát, dù đứng dậy, nhỏ nhẹ nói. Được, tôi hợp tác với các anh. Lại tới thứ sáu, giữa tháng 12, ngày càng gần Noel, cố sơ rảnh rỗi quay về trường một chuyến. Vì lý do nghỉ học quá lâu, mặc dù xét về thành tích thi, cô có đủ tư cách tham gia thực tập, và mặc dù phía bệnh viện cũng rất khẳng định nền tảng lý luận của cô, nhưng có những tiết cô vẫn phải tới nghe. Thứ sáu, có tiết cô muốn nghe, thế nên vừa về trường lại chui vào trong cả một đám các em khóa dưới. Buổi trưa ăn cơm trong căng tin, vừa tìm được chỗ để ngồi xuống thì Phó Lượng bê hộp cơm tới, ngồi phịch xuống đối diện cô. Này, sao rồi? Nghe nói cậu không dám vào phòng mổ. Cố sơ vùi đầu vào ăn cơm lẩm bẩm. Tai cậu thính thần, chúng ta không học cùng viện mà cũng biết chuyện này lọt được tới tai cậu. Giờ cậu là giai thoại của trường, giống như lúc cậu mới nhập học ấy, mọi người quan tâm tới cậu là chuyện bình thường thôi.
Giải thoại cái gì chứ? Tôi thấy sau lưng xem pha là nhiều. Thức ăn trong căng tin mặc dù đã ngon hơn năm xưa rất nhiều, nhưng cô vẫn có chút không quen. Năm đó có Đỗ Thủ Khoa vào đại học y với độ tuổi rất bé, nhưng thành tích lại cao nhất. Bây giờ thì sao? Thông qua kỳ thi sát hạch với số điểm cao nhất, không đáng để người ta ngưỡng mộ à? Phó Lượng cười ha ha. Có ngưỡng mộ thì ắt sẽ có ganh ghét đố tị, thường thôi mà. Cô sư im lặng cười. Này, tôi còn nghe nói rất nhiều chuyện về cậu đấy. Phó Lượng nhìn cô đầy hào hứng. Cô sư cũng không ngẩng đầu lên, cầm đũa gạt gạt qua lại. Ví dụ như chuyện tình lãng mạn giữa cậu và anh Bắc Thâm. Tay cô chờ sợt cứng lại, bước mắt lên nhìn cậu ấy. Hai mắt Phó Lượng sáng rực. Anh Bắc Thâm là sinh viên có diện mạo tuyệt nhất trong lịch sử trường ta. Mấy năm nay mặc dù không ít nhân tài xuất hiện, nhưng mọi người đều cho rằng không bằng được một nửa của Bắc Thâm. Mà điều này khiến mọi người say sưa bàn luận nhất chính là chuyện tình yêu của giữa hai người. Nghe nói năm xưa, anh Bắc Thâm và cậu phải nói là một cặp trời sinh. Cô sư cú mắt xuống, lại bắt đầu động đũa. Nhưng hộp cơm vốn đã không vừa miệng, giờ lại cảm thêm nhạt nhẽo. Cô sợ nhất điều này, những kỷ niệm đã qua, những con người của quá khứ được nhắc lại khi ở nơi khi xưa. Trong lòng cô biết rõ, chỉ cần cô quay về trường thì chuyện năm xưa kiểu gì cũng bị đào lên. Nhớ lại trước chuyện giữa cô và Bắc Thâm rầm rộ khắp trường, cả khi nắm tay nhau lát màn cũng oanh liệt như lúc kiên quyết chia tay, trở thành một chủ đề phong phú dinh dưỡng. Trong một trường y vốn đã khô khan, đủ dệt lên các loại chuyện chuyển nhau từ đời này qua đời khác. Một số chuyện sở dĩ thành lời đồn vì nó có sự tham sao thất bản, đổi lại chính là như vậy. Có điều, cố sơ không biết tới Phó Lượng lại trở thành phiên bản nào rồi. Mọi người đều bảo cậu đề nghị chia tay, anh Bắc Thâm giận quá mới ra nước ngoài. Phó Lượng dè dặt nhìn cô hỏi. Có phải thế không? Cố sơ nghe xong thì cười khổ. Thì xa, sự thực chính là sự thực. Mọi người cũng chẳng thể hư cấu quá nhiều khả năng cho nó. Có phải cô nên cảm kích đàn em vì đã tôn trọng nguyên tắc hay không? Cậu có biết gì nữa? Tớ còn biết năm xưa anh Bắc Thâm vì muốn tổ chức sinh nhật cho cậu đã đi đua xe. Phó Lượng chắp hai tay lại, vẻ mặt sùng bái. Một chàng trai cưỡi mô tô phân khối lớn. Chào ôi, sao năm đó tớ chưa thi vào đại học y nhỉ? Nếu có thể chứng kiến thần thái của anh ấy thì tuyệt quá rồi. Cố sư không nói gì, khóe môi thì chỉ khẽ đưa lên. Này, vậy bây giờ cậu còn liên lạc với anh ấy không? Phó Lượng hỏi. Cố sư gắp thức ăn, cười đắng chát. Chia tay rồi, còn liên lạc gì nữa? Tìm cô quặn thắt, người đã không còn nữa, cô biết liên lạc làm sao. Đáng tiếc quá. Phó Lượng âu sầu. Vì sao cậu lại chia tay với anh Bắc Thâm thế? Nghe xong câu này, tâm trạng bất an của cô sư giúp cô cũng tìm được điểm cân bằng. Cũng may sinh viên đại học y bây giờ còn chưa rầm rộ đồn thổi nguyên nhân của chia tay năm xưa. Cô hít sâu một hơi, đổi chủ đề. Sáng nay cậu cũng về trường vậy? Sự tập trung của Phó Lương là dễ bị dịch chuyển nhất. Về điểm này cô sư biết rõ. Nghe xong, cậu ấy quả nhiên nói tiếp theo ý của cô sư. Chiều nay có buổi thỉnh giảng, tớ nhất định phải quay về nghe. Thì ra là buổi thỉnh giảng. Cố sư không để tâm, vốn dĩ là chuyện của hai học viên. Buổi thỉnh giảng bọn họ không can dự tới tới cô. Cô cúi đầu tiếp tục gảy thức ăn. Phó Lượng lấy đũa, gõ vào đũa của cô. Này, sao cậu lại gạt hết thịt ra thế? Giảm béo đấy à? Cậu gầy lắm rồi. Đợt này tớ thích ăn chay. Từ sau khi trải qua chuyện món thịt chiên, nhìn thấy thịt là cô có phản ứng. Lãng phí, cậu không ăn thì để tớ ăn. Phó Lượng ngáp hết qua đĩa mình rồi tiếp tục chủ đề bàn nãy. Chiều nay cậu có việc gì không? Đi với tớ đi. Chúng ta có học cùng chuyên ngành đâu. Cố sư nghe không ít báo cáo của Lục Bắc Thần, quyền uy như thế cô cũng được lĩnh giáo rồi, nhưng người khác không lọt vào mắt cô được. Cậu tưởng tớ đi học thật đấy à? Phó Lượng cười tít mắt. Cố sư ngẩng lên với vẻ khó hiểu. Nghe nói lần này mời được giáo sư Lục danh tiếng. Mấy tháng trước cậu ấy đã từng thuyết giảng ở Bắc Kinh một lần, bảo là rầm rộ ở mấy ngôi trường nổi tiếng gần đó. Các sinh viên trường khác không mời tự đến đều muốn chứng kiến thần thái của thầy ấy. Phó Lượng sung sướng. Từng truyền rằng thầy phong độ ngời ngời, đẹp trai tuấn tú. Đáng tiếc ở Bắc Kinh có lần cấm chụp ảnh, chẳng bức ảnh nào của thầy ấy lọt ra ngoài. Duy chỉ có tờ tạp chí lần đó là bán rất chạy,
nhưng về sau hình như cũng bị thầy ấy dừng bán. Hại tớ muốn biết diện mạo của thầy ấy cũng khó. Phó Lượng liên thuyên không ngừng, Cố Sơ thì sững sờ, lát sau mới ngây ngô hỏi: Cậu vừa nói ai tới trường mình cơ? Giáo sư Lục đó. Không thể nào, trường này Lục Bắc Thần sẽ tới đại học y ư? Chẳng phải anh ở Bắc Kinh sao? Sao đột ngột quay về? Cho dù quay về, sao cũng không báo trước với cô một tiếng? Phó Lượng trông thấy vẻ ngập ngừng trên gương mặt của cô, hiểu lầm như cô. Không phải cậu không biết giáo sư Lục là ai đấy chứ? Lục Bắc Thần, pháp y nhân trùng học hàng đầu thế giới. Nghe nói thầy ấy lấy được bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ. Cố Sơ vẫn ngây ra. Này! Phó Lượng huých cô một cái. Hả? Cậu có nghe tớ nói không đây? Phó Lượng kỳ lạ nhìn cô. À, nghe mà. Ngoài mặt Cố Sơ tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng trống ngực đã đập dồn dập, nhảy rộn ràng, máu huyết dồn hết cả lên mặt. Có một thanh âm vui vẻ nói với cô: Này, Lục Bắc Thần quay về rồi, anh ấy quay về rồi. Phó Lượng không biết những phấn khích của cô, nhưng mà nhìn. Cậu không sao đấy chứ? Không sao, có chuyện gì được. Cố Sơ cố gắng để tâm trạng bình ổn trở lại, tươi cười với cậu ấy. Không phải cậu thật sự chưa nghe nói tới giáo sư Lục đấy chứ? Phó Lượng không hiểu. Cố Sơ hắng giọng, vốn định khai thật, nhưng lại sợ Phó Lượng hỏi không dứt bèn nói. Chưa nghe nói, thấy nổi tiếng lắm à? Ông trời ơi, cái gì mà nổi tiếng lắm à? Thấy hot kinh luôn. Phó Lượng nhìn cô, nhìn người ngoài hành tinh. Thấy càng thần bí thì người ta càng tò mò. Giờ thì tốt rồi, chiều nay là mọi người được nhìn thấy diện mạo ngoài đời thực. Cậu không biết đâu, không chỉ có sinh viên khoa khác mà cả sinh viên trường ngoài cũng kéo tới. Tớ cũng đến. Cố Sơ nói ngay. Cậu có thể giúp tớ vào được bên trong hội trường đúng không? Phó Lượng cười đều. Ô hay, bà nãy ai nói không đi thế? Tại tớ không biết vị giáo sư nổi tiếng này mà, tới đó cho vui. Cố Sơ cười hì hì. Phó Lượng cười phá lên. Cậu cứ tự nhận luôn là mình sắc nữ cho rồi. Nhìn nhau cả thôi. Chương 343, người đàn ông xuất sắc cỡ nào cũng có một người không thể an tâm. Bước qua trường một chút, các học viên của đại học y đã sôi nổi hẳn lên. Ngày hôm nay, viện pháp y cũng trở thành cái bánh bao thơm phức. Từ lúc thành lập cho đến nay, viện pháp y là tính chất đặc biệt của chuyên ngành mình mà cũng thu hút những sinh viên không giống mọi người. Các học viên khác có niềm tự hào của họ, nhắc tới viện pháp y là nổi da gà khắp người. Cũng vì thế, viện pháp y chịu không ít thiệt thòi. Nhưng những năm gần đây, khi luồng gió bắt đầu thay đổi, sự quảng bá của học viện có thể coi trọng của đại học y đối với ngành pháp y. Hơn nữa, còn đầu tư một số tiền lớn cho giảng đường mới xây dựng lại, giảng đường danh nhân. Căn phòng đó được xây dựng độc lập. Trước khi xây dựng lại, nhà trường đã từng mời đội ngũ công an, cảnh sát hình sự cùng các chuyên gia tới đây thuyết giảng. Sau khi xây lại, diện tích không những vọt lên trở thành giảng đường hoành tráng nhất đại học y, mà nhà trường còn có ý định mời các học giả pháp y có uy tín trong và ngoài nước lưu lại dấu ấn tại đây. Lần này phía nhà trường tập trung vào Lục Bắc Thần, quả thực là có suy tính. Có thể thấy muốn dựa vào sự nổi tiếng của anh ấy để đánh bóng danh tiếng cho viện pháp y đại học y và giảng đường danh nhân. Thực tế chứng minh nước cờ này của đại học y là đúng đắn. Tin tức vị pháp y nhân trung học nổi tiếng quốc tế Lục Bắc Thần tới giảng đường danh nhân đã được truyền ra, không những bùng nổ cả đại học y mà ngay cả những trường khác trong thành phố cũng lần lượt gọi điện tới hỏi han xin kinh nghiệm của đại học y. Không những vậy, còn thu hút không ít các nhà báo hy vọng có thể làm một bài phỏng vấn chuyên đề. Điện thoại của phòng quan hệ nhà trường cũng kêu không ngừng nghỉ. Liên quan đến chuyện Lục Bắc Thần tới đại học y thuyết rằng, người giật dây đầu tiên là giáo sư Phương. Cô ấy là một người làm việc cẩn trọng, khi biết được các trường ngoài và phóng viên có yêu cầu thì đã tìm thêm ban giám hiệu, yêu cầu đảm bảo bí mật của việc này phải bằng mọi giá. Phía nhà trường cũng biết Lục Bắc Thần thuyết giảng ở Bắc Kinh, bên ngoài cố hết sức len lỏi ngó đầu vào mà không thể nhìn thấy một chút nào. Phía Bắc Kinh đã cho nhà trường một khởi đầu tốt, ít nhất có kinh nghiệm hữu ích nên đã chấp nhận yêu cầu của giáo sư Phương. Tất cả thẻ ra vào, cử viện pháp y sở hữu nơi vào cảnh ngộ ngàn vàng khó kiếm. Đây vốn dĩ là một buổi thuyết giảng chỉ nhằm vào viện pháp y. Theo lý mà nói, số lượng thẻ phải dư xả. Anh ở sinh viên các học viện khác cũng bắt đầu ầm ĩ cướp trắng thẻ của viện pháp y.
phía nhà trường đã có chuẩn bị trước, phát thêm cho các sinh viên học viện khác một số thẻ ra vào dựa theo sức chứa của giảng đường danh nhân, nhưng vẫn còn sinh viên trường ngoài trà trộn vào liều lĩnh nhận thẻ. Cố Sử biết đã muộn, khi cùng Phó Lượng đi xuyên qua con đường Ngọc Lan mới bàng hoàng nhận ra sức ảnh hưởng của buổi thuyết giảng này. Dọc đường tới viện pháp y, họ bắt gặp không ít các sinh viên hỏi thăm tới đâu để nhận được thẻ ra vào. Lúc ấy cô mới ý thức được chuyện mà toàn trường đều biết, cô lại chẳng hề hay biết. Điều này cũng khó trách, một là lần trước sau khi cô nói với Lục Bắc Thần lời mời của giáo sư Phương lần trước, mặc dù anh đồng ý nhưng chưa dứt khoát, cô tưởng lúc đó anh chỉ tiện miệng hứa mà thôi. Hai là cô thực tập ở viện suốt, trừ phi có chuyện gì liên quan, nếu không cô tuyệt đối không rõ tình hình của nhà trường. Trường đường Ngọc Lan đã được căng băng rôn, là nhiệt liệt hoan nghênh pháp y nhân chủng học nổi tiếng quốc tế giáo sư Lục Bất Thần. Bên dưới băng rôn, các hoạt động của các câu lạc bộ cũng nhộn nhịp. Có câu lạc bộ đang tập trung bán các loại biểu như giáo sư Lục, em yêu thầy, hoặc các cặp áo phông vẽ tay các nhân vật hoạt hình phá án. Lại có các câu lạc bộ bán mô hình sưng với các dụng cụ. Tóm lại, phải là những thứ liên quan đến pháp y, các sinh viên câu lạc bộ đều tìm hiểu và mang ra bán. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cô sức sửng sốt, Phó Lượng xua tay. Hey, mấy thứ này chẳng ra gì cả, cậu có biết người của câu lạc bộ muốn kiếm được số tiền hậu hĩnh hơn bằng cách gì không? Cô sơ lắc đầu, cô thực sự không thể tưởng tượng ra. Mấy món đồ phức tạp trước mắt đã khủ khiến cô kinh ngạc rồi. Nhìn thấy chúng, cô cảm thán sâu sắc về đầu não kinh doanh phát triển của sinh viên thời nay. Hội trưởng văn nghệ, cũng tức là hội trưởng nhóm nhạc Club King nổi tiếng ở trường ta, Phan Tư Tư, nghe nói đã liên lạc được với trợ lý bên cạnh Lục Bất Thần, sau khi thuyết giảng xong sẽ dành thời gian để chụp ảnh chung. Tới lúc đó sẽ do chính hội trưởng Phan Tư Tư dẫn đầu lựa chọn mấy sinh viên may mắn chụp chung kiểu ảnh kỷ niệm với giáo sư Lục. Nói xong, Phó Lực bĩu môi. Có thể cậu ấy không hiểu con người của Phan Tư Tư, nổi tiếng khắp trường là khéo nịnh, toàn hot, lại con gái giỏi giao tiếp điển hình, tin tức chỉ vừa lộ ra, rất nhiều sinh viên đã bỏ tiền báo danh. Đầu tiên là Cố Sư ngạc nhiên, sau đó là nghi hoặc. Liên hệ được với trợ lý của giáo sư Lục Bắc Thần, trợ lý giáo sư Lục Bắc Thần ngoại trừ cô ra không còn người nào khác. Lẽ nào đối phương liên hệ với đám Ngư Khương hay Ngữ Cảnh, còn về việc chụp chung? Tớ cảm thấy khả năng này không cao, cô khẽ lẩm bẩm một câu. Hả, cái gì mà khả năng không cao? Phó Lượng không hiểu câu nói của cô. Chuyện chụp chung là khả năng không cao. Cố Sơ hiểu Lục Bất Thần, anh là người rất ghét chụp ảnh. Bình thường chụp chung với cô mấy tấm không sao, nhưng đối với bên ngoài, anh ghét những công việc mang tính chất quảng bá. Tính cách của người này có lúc vừa đáng ghét, vừa cứng đầu, tối tăm mù mịt như hòn đá vậy. Chuyện anh đã xác định thì không có ai có thể thuyết phục anh được. Cứ lấy ví dụ như chuyện chụp chung, có thể đổi thành vị khách khác thì cũng chẳng sao, nhưng là Lục Bất Thần thì cô cảm thấy không khả thi. Sợ Phó Lượng hiểu lầm, cô lại giải thích thêm mấy câu. Tôi biết thế ấy, giáo sư Lục Túc thuyết giảng ở Bắc Kinh, máy ảnh không được phép mang vào trong, ngay cả di động cũng phải tắt máy, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Phó Lượng lắc đầu. Đấy là cậu không biết thủ đoạn của Phan Tư Tư đấy thôi, cô ta sành sỏi quan hệ với mọi người, đặc biệt là mọi đối phương là nam giới, để bị cô ta giải quyết. Lần trước chuyện lễ hội âm nhạc cô ta cũng có thể dẹp yên, cả câu lạc bộ không ai không nể phục. Nói tới đây, cậu ấy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn nháy mắt với cô sơ. Nói cho đúng, Lục King, cậu cũng không phải lạ phải không? Cậu còn ở trong nhóm nhạc của Lục King, còn chẳng phải việc gì mà Phan Tư Tư cả, cậu là người thành lập ra nhóm nhạc cơ mà. Lục King là nhóm nhạc năm xưa cô dẫn theo mấy bạn học yêu thích âm nhạc cùng lập lên. Khi còn là sinh viên nam nhất đầy hào hứng, cô muốn làm hội trưởng hội văn nghệ đều bị mọi người đồng loạt chế cười. Trong lúc phẫn nộ, cô đã tự thành lập nhóm nhạc, đặt tên là Lục King. Khi nói sẽ phá vỡ truyền thống, cũng không có ngừng đổi mới sáng tạo. Ngay sau đó, knocking của cô đã phát triển không ngừng. Lúc ấy đối với hành động này của cô, Lục Bắc Tâm chỉ cười khó xử. Cô nhóc sắc bén quá thể. Về sau cô thôi học, cũng ra khỏi câu lạc bộ, rời khỏi nhóm nhạc. Năm cô ra đi, quyền quản lý chính của câu lạc bộ được giao cho tay K-Brad. Về sau, mọi thứ đều không có liên quan đến cô nữa. Lần này quay về, cô không hề nghĩ rằng Knocking vẫn tồn tại. Không những vậy, còn phát triển hành trắng
trở thành một nhóm nhạc nổi danh. Các câu lạc bộ khác nhắc tới hội văn nghệ là sẽ nhắc tới nhóm nhạc Knocking. Bây giờ Knocking đã trở thành duy nhất. Cô từng gặp mặt Phan Tư Tư, vừa về mấy trường, cô đã được xem một buổi biểu diễn của bọn họ. Phan Tư Tư là ca sĩ chính, nó là một cô gái sinh ra để dành cho âm nhạc, dáng người hơi gầy, nhưng chơi nhạc cụ rất rốc và chuyên nghiệp, không phụ danh tiếng của Knocking. Nghĩ từ đây, cô sư khẽ thơ dài. Cô ấy quả thực hát cũng rất hay. Trường của chúng ta tính đến bây giờ đều có clip biểu diễn của các khóa trước, tớ xem cả rồi, tớ cảm thấy cậu hát hay hơn cả Phan Tư Tư. Có thể nhận ra Phó Lượng không thích Phan Tư Tư cho lắm. Cố Sơ mỉm cười, không thể không thừa nhận bản thân cũng là một cô ca sĩ ưa sĩ diện. Nghe thấy mới lên này, trong lòng vẫn sướng dần. Buổi thuyết giảng 1:30 sẽ bắt đầu. Vừa sẽ vào con đường nhỏ dẫn đến giảng đường danh nhân, Cố Sơ liền nhìn thấy đông người nhúc nhúc, khí thế như chảy hội mùa xuân. Cô ngỡ ngàng nói với Phó Lượng, sao lại có thêm nhiều sinh viên thế này? Rất nhiều người trường khác qua, họ không có thể vào, đành đợi ở ngoài thôi. Đợi cái gì vậy? Cố Sư không hiểu. Phó Lượng chỉ tay vào con đường phía bên trái. Thông thường các vị khách đều sẽ đi vào từ phía bên đó, nếu Sa Su Lục tới, đứng bên ngoài là có thể nhìn thấy. Cố Sư toát mồ hôi. Phó Lượng có thể ra vào, cầm hai tờ đi trong tay vào trong. Cố Sư vừa bước chân vào cửa lớn, chân sau đã có người giữ chặt. Một cô gái với gương mặt sốt sắng. Bạn ơi, mình trả giá cao mua thẻ vào của bạn được không? Cố Sư ngẩn người, vô thức nói. Không được. Cô gái kia khá thất vọng. Thôi vậy. Cố Sư xoa xoa cánh tay, chui vào trong, nghĩ bụng sao mình phải tranh với mấy người này nhỉ? Làm như cô sùng bái Lục Bắc Thần lắm vậy. Cô muốn gặp anh, chẳng phải gặp lúc nào cũng được sao? Phó Lượng hiểu lầm, sát tới cười hì hì. Giỏi lắm, không lay động trước tình bạn. Chỉ vì Mỹ Nam đẹp như hoa. Nói xong vậy cái gì thế hả? Cố Sư phì cười. Mau lau nước miếng của cậu đi kìa. Phó Lượng học viện pháp y, thế nên có quyền ưu tiên về mặt chỗ ngồi. Cố Sư đi theo cậu ấy tìm chỗ, mừng rỡ phát hiện ra vị trí không tồi, khá gần bục giảng. Cố Sư sung sướng, nghĩ anh đứng trên kia có thể nhìn thấy cô. Từ lúc đó, liệu anh có ngạc nhiên không? Nhưng sau đó cô lại nghĩ, như thế này lại để anh đắc ý rồi. Anh thân phận là giáo sư, cô thân phận là sinh viên. Chiếc vé này khó xin như vậy, cô cũng len lỏi vào được, phải muốn gặp anh cỡ nào. Cô nhìn khắp bốn phía, cả một khoảng đen sì, sang đường đã ngồi chật kín, chỉ còn lại một con đường, các con đường khác cũng đầy ngập. Nhìn thấy cảnh này, cô sơ thở dài, xem ra cô hoang phí của trời mất rồi. Cô biết Lục Bất Thần rất đẹp trai, nhưng không nghĩ lại có lắm fan hâm mộ đến thế. Anh bỗng trông như thể chỉ có ở trên trời, chứ không có ở dưới trần vậy. Xem ra sau này rảnh rỗi, cô phải nghiêm túc ngắm nhìn anh cho kỹ. Gương mặt đó đúng là đáng tiền. Cô lại nhìn con đường duy nhất ấy. Lát nữa Lục Bất Thần sẽ có lẽ từ đó đi thẳng lên giảng bục. Toàn hội trường sẽ rầm rộ đến mức nào. Dù lại nghĩ tới các sinh viên bên ngoài, cảm thấy Lục Bất Thần được đối xử như minh tinh vậy. Thế thì người đi cùng anh là ai? Không thể anh đơn độc, đơn phương độc mã, không có đoạt người đấy chứ. Đợi như gương mặt anh Tuấn của anh vừa xuất hiện, các cô gái nào kiềm lòng không đằng lại cùng nhiệt bổ nhào vào. Từ lúc đó, cô ngồi yên ở chỗ cũ, xem trò vui, hay xông tới trường mắt với đám đông để hộ giả đây. Lần đầu tiên trong đời cô sơ bỗng thấy bứt rứt về chuyện này. Ở đầu kia trường học lại khá như nắng, chỉ là một phòng ngủ phía nhà trường đặc biệt dành cho những vị khách quan trọng. Còn chưa tới 1 giờ, Lục Bất Thần đã tới, đến thẳng phòng nghỉ. Nhà trường rất coi trọng buổi thuyết giảng lần này, dĩ nhiên sẽ không dám khinh suất. Các lãnh đạo lần lượt tới hỏi thăm, viện trưởng tiếp đón chủ yếu. Không ai ngờ Lục Bất Thần lại tới sớm như vậy. Với kinh nghiệm của bọn họ, đa phần các vị khách đến sát giờ hoặc muộn một chút. Viện trưởng viện pháp y lệnh cho một người chuẩn bị đĩa hoa quả, điểm tâm gì gì đó, nhưng Lục Bất Thần khéo léo từ chối. Anh chỉ xin một cốc nước, sau đó báo cáo qua với phía nhà trường về chủ đề buổi thuyết giảng lần này. Viện trưởng không nghĩ rằng một giáo sư danh tiếng lại khiêm nhường lễ phép như vậy, nhất thời rất kích động, lập tức gọi điện tới văn phòng lãnh đạo nhà trường, báo cáo lại chủ đề buổi thuyết trình của Lục Bất Thần. Hiệu trưởng vừa nghe thì chân thành cảm thán,
càng là người có thành tích lại càng khiêm tốn, đáng để chúng ta học tập. Chuyện của Lục Bắc Thần ở phòng nghỉ rất ít người biết đến, để tránh bị làm phiền. Lúc nói chuyện với viện trưởng, giáo sư Phương cứ nhìn Lục Bắc Thần mãi. Tới tận khi anh và viện trưởng nói chuyện xong, mới quay đầu sang nhìn giáo sư Phương, thái độ hòa nhã, nhã nhặn. Giáo sư Phương, ý kiến của cô thế nào ạ? Rất tốt. Giáo sư Phương phản ứng này, gật đầu lia lịa. Lục Bắc Thần khẽ cười, nhưng nhìn kỹ lại giống như cậu học trò được cô giáo khen. Tôi hỏi một câu không nên hỏi lắm. Cuối cùng giáo sư Phương vẫn không nén nổi tò mò. Cô cứ hỏi. Anh cũng rất cung kính, chỉ riêng thái độ này thôi càng khiến cho giáo sư Phương nghi hoặc. Cúi hỏi. Cậu thật sự không phải Bắc Thâm? Cô ấy đã từng dạy Bắc Thâm, mặc dù làm nghề giáo bao năm nay, có vô số học trò, nhưng vẫn ấn tượng sâu sắc với một tay bác sĩ thiên tài như Lục Bắc Thâm. Năm xưa khi dẫn dắt Bắc Thâm, cô ấy cũng có rất nhiều kỳ vọng. Bắc Thâm rất lễ phép với giáo viên, cho dù bên ngoài đồn đại, em ấy có thông minh tài trí cỡ nào, khi đối diện với thầy cô lãnh đạo cũng nhũn nhặn và ôn tồn. Mà một vị giáo sư Lục lúc này cũng vậy, cực kỳ giống Bắc Thâm năm xưa. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng trả lời. Bắc Thâm là em trai em. Giáo sư Phương nghe xong cũng không dám hỏi sâu thêm nữa. Trước đây từng nghe cô sơ nhắc đến chuyện này, anh em sinh đôi, nhưng Bắc Thâm không còn nữa. Cô ấy hỏi han chết để thêm là không lịch sự. Rất xin lỗi. Giáo sư Phương, cô khách khí rồi, em có một vấn đề muốn hỏi cô. Nghe xong giáo sư Phương bật cười. Kiến thức của cậu vượt xa tôi nhiều lắm, còn có vấn đề gì để hỏi tôi cơ chứ? Đâu có. Trong ngành giáo phẫu, cô là người được mọi người kính trọng. So với kinh nghiệm của cô, em chỉ có thể bám theo thôi. Lục Bất Thần chân thành nói. Con người ai cũng thích nghe mấy lời tốt đẹp, nhất là người làm nghề giáo dục, được đánh giá cao như vậy, dĩ nhiên rất vui. Nụ cười trên gương mặt giáo sư Phương càng thêm đậm. Cậu còn trẻ mà rất khiêm tốn, tiền đồ mở rộng. Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì? Liên quan đến tình hình của cô sơ. Lục Bất Thần đi vào trọng điểm. Giáo sư Phương sững người. Cô sơ, em ấy làm sao? Chắc cô cũng đang nghe chuyện cô ấy không dám vào phòng mổ rồi phải không ạ? Giáo sư Phương tỉnh ngô, ngật đầu. Chuyện này đúng là tôi có nghe nói, có cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi đã được biết thành tích lý luận của em ấy, theo lý mà nói đáng nhẽ sẽ không như vậy. Nghe nói lần đầu tiên học môn giải phẫu, cô ấy có dấu hiệu ngất khi nhìn thấy máu. Cuối cùng, chính cô đã giúp cô ấy trị liệu dại mẫn cảm. Lục Bất Thần nhíu mày. Tình trạng hiện giờ của cô ấy liệu có phải hiện tượng tái phát bệnh không ạ? Giáo sư Phương nhìn anh, thấy anh trong mày suy tư, trong lòng lại cảm thán. Một chàng trai hết lòng vì tình yêu, giống hệt như em trai cô ấy. Nhưng sao cả hai anh em lại bị dây vò với cùng một cô gái chứ? Năm xưa Lục Bắc Thâm từng tìm bà về chuyện của cô sơ. Lúc đó bà là giáo viên của Bắc Thâm, còn chưa dạy khóa của cô sơ. Cậu học trò bà ưng ý lại đột ngột tới tìm. Chàng trai kiêu ngạo chưa bao giờ cầu xin ai lại nói với bà. Giáo sư Phương, em có thể nhờ cô giúp đỡ một chuyện không ạ? Về sau bà mới biết cậu ấy muốn bà giúp giải trị liệu mẫn cảm cho một cô bé, vì cô bé ấy thấy máu làm ngất. Các thầy cô đã dùng nhiều cách mà không thể khắc phục được. Bà hỏi cậu ấy, em có quan hệ gì với cô bé ấy? Lúc đó cậu ấy có chút bẽn lẽn, nhưng vẫn đáp rất chắc chắn. Em thích em ấy. Về sau hai người họ quả nhiên yêu đương. Cô gái hoạt bát hiếu động, khi cười lên trông rất xinh. Ngay cả một người ôm tư tưởng truyền thống như bà cũng cảm thấy hai đứa nó xứng đôi vừa lứa. Nhưng không ngờ hai đứa lại chia tay. Bây giờ khi nhìn Lục Bắc Thần ở trước mặt, anh trai của Bắc Thâm lại đau lòng vì một cô gái. Không thể trách hai anh em họ. Cô nhóc cô sư đó quả thực là người rất được lòng, nhỏ nhắn lanh lợi, lại xinh đẹp. Lúc yên tĩnh khiến người ta thương hại, khi náo loạn lại khiến người ta vui vẻ. Còn về những thị phi giữa hai anh em họ và cô bé ấy, người làm giáo viên như bà cũng không tiện hỏi kỹ. Em Tiểu Tiểu lúc trước cũng đã từng tới hỏi tôi mới biết tình trạng của cô sư khá nghiêm trọng. Giáo sư Phương nói. Nhưng tôi đã tìm hiểu, tình hình của anh ấy khác với khi trước, không phải chỉ đơn giản là thấy máu là ngất. Tôi cảm thấy phần nhiều là tâm lý bài xích phòng phẫu thuật. Mà kiểu tâm lý bài xích biểu hiện lâm sàng chính là chê bẩn.
Nếu cậu bây giờ cậu đi hỏi em ấy, chắc chắn ấy sẽ nói phòng phẫu thuật rất bẩn. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện tâm lý phản ánh lên sinh lý, chứ không phải là em ấy có bệnh sạch sẽ. Lục Bất Thần cảnh nhíu mày sâu hơn, rơi vào trầm tư. Nếu chỉ là đơn thuần nỗi sợ hãi tâm lý khúc xạ lên tâm lý, thì tôi chắc chắn sẽ giúp em ấy lần nữa. Nhưng nếu là tâm lý bài xích hoàn cảnh của bản thân thì không dễ đâu. Giáo sư Phương thành thật nói. Lục Bất Thần khẽ gật đầu, một lúc lâu sau, anh nhìn bà trả lời. Dạ vâng thưa giáo sư, em hiểu rồi. Lúc ấy viện trưởng vội vàng xen ngang. Rồi sư Lục, sắp tới giờ thuyết giảng rồi. Lúc này giáo Lục Bất Thần mới nhớ ra, giơ tay lên xem, biểu cảm có chút tiếc nuối. Anh vội đứng dậy, nói với giáo sư Phương. Thật ngại quá, hôm nay chuyến bay hơi trễ một chút, nếu không em còn có thể tới sớm hơn. Rồi anh bổ sung thêm một câu. Hôm khác em sẽ lại về trường thăm cô. Được được được, hoan nghênh cậu tới Tường Xuyên. Câu nói ấy khiến giáo sư Phương hơi hoang mang, đứng dậy, nói không ngừng. Viện trưởng đưa anh rời khỏi phòng nghỉ. Sau khi anh đi được một lúc lâu, giáo sư Phương mới bàng hoàng nhận ra cô ấy tới trường sớm như vậy đâu phải vì chuyện của mình, mục đích chính là việc của cổ sơ. Bà thở dài, dù là một người đàn ông xuất sắc nhường nào, trong lòng cũng có một người con gái khiến mình không hề an tâm. Điều khiến mọi người thất vọng là Lục Bất Thần không đi qua con đường để tiến lên bục. Một giữa chiều, không sớm một phút, không chậm một giây, Lục Bất Thần xuất hiện ở một bên bục giảng. Cả hội trường náo động, thậm chí rất nhiều sinh viên đã đứng dậy. Ngay sau đó là tiếng thét và tiếng reo hò. Cổ sư bỗng cảm thấy đôi tai như bị nổ tung, ầm một tiếng. Vỗ nợ kích động giật vạt áo của cô, cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. À, 5 tầng của tớ xuất hiện rồi. Thầy ấy đẹp trai quá. Ôi trời ơi, thầy ấy chính là Lục Bất Thần trong truyền thuyết ư? Chính là vị giáo sư nổi tiếng đó. À. Ầm cuối cùng khiến mảnh những cú sơ suýt sách. Cô vội nói. Phó Lượng, cậu bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm sao được, cậu nhìn cả hội trường đi. Phó Lượng kích động khoai trời múa tay. Mấy sinh viên đứng ngoài thì phải làm sao? Thầy ấy cao quá, đẹp trai quá. Thích nào họ không nhìn thấy. Phải, cả hội trường đã điên hết cả rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô sơ. Cô quay đầu nhìn về phía bục giảng, tim cũng lỡ nhịp, rồi cũng nhanh chóng đập tình thịch điên cuồng theo đám đông. Trên bục giảng, anh ăn vận gọn gàng đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu đay với một chiếc quần mặc áo đen không thắt cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài một nửa, kiểu ăn mặc truyền thống. Nhưng trên người anh lại mang một phong độ đặc biệt. Ánh đèn hắt lên người anh, ánh mắt anh đen như mực, sâu thẳm không thấy đáy. Chiếc áo sơ mi màu nhã nhặn càng tôn thêm cái dáng vẻ cao ráo của anh, không thân thiện lại không quá xa cách. Tiếng reo hò không ngừng làm lay động phong thái hơi lạnh của anh. Anh đứng trên cao, hai tay đặt lên bục giảng, ánh mắt điềm đạm trí tuệ. Các nhân viên bảo vệ của nhà trường vội ra mặt yêu cầu mọi người yên lặng ngồi vào chỗ. Phó Lượng hai mắt sáng lấp lánh kéo cù sơ ngồi xuống, đè tay lên ngực. Trời ơi, tôi cảm thấy cứ như nam chính trong truyện tranh xuất hiện vậy. Cô sư nào còn để ý đến phó nữ nói gì, hai con mắt cứ dán chặt vào Lục Bất Thần. Anh ở đó như gật như xa, vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Tâm trạng kích động cứ phải đè nén mãi. Hội trường rất nóng, Lục Bất Thần bèn cởi áo dạ ra, lại khiến đám đông bên dưới hết ẩm lên. Nhanh chóng có người bước lên bục đón lấy chiếc áo dạ trong tay Lục Bất Thần. Chiếc áo dạ này cô sư quen thuộc, là món quà sinh nhật cô tặng anh, mà người bước lên chính là Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh vừa quay đầu, chợt nhìn thấy cô sơ dưới khán đài, đôi mắt phía sau gọng kính mở to tròn mừng rỡ. Từ thế ấy, như vừa chuẩn bị vẫy tay với cô sơ, cô vội giơ tay lên ra hiệu, xuýt một tiếng. Ngữ Cảnh kiềm chế cảm xúc, chỉ lén lén vẫy tay với cô, sau đó đi tới bên cạnh Lục Bất Thần, nói thầm vào tai. Rõ ràng Lục Bất Thần sững lại, anh ngẩng đầu lên, điềm đạm quét mắt một lượt, lập tức chợt sang nhắm vào cổ sơ bên dưới, khóe môi dưới lên như có như không, sau đó ung dung rời đi. Ánh mắt ấy lại khiến những cơn sóng đáy lòng cổ sơ cuộn trào, ngày đó là hạnh phúc và ngỡ ngàng nổ tung. Chương 344, cô nhóc một mép lạnh lời. Giảng đường danh nhân rất rộng, bục giảng là nơi quan trọng, diện tích nghĩ cũng đủ biết. Nếu người đứng bên trên bục không áp đảo được nó, tất sẽ trở thành mỏng manh.
nhưng lúc bất thần vừa bình thản lại vững vàng như cột trụ, tự như vô vàn tia sáng hội tụ rồi chút xuống dáng hình cao lớn của anh. Vô sáng không những không trống trải, ngược lại vì có sự tồn tại của thân hình cao lớn mà trở nên nhỏ hẹp, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều dường như ngưng động trên người anh. Nhìn thấy một lúc bất thần như vậy trên bục giảng, lòng Cố Sư ngọt ngào, được luyến tình cảm. Trước đây, cô từng theo anh tới cục cảnh sát báo cáo, biết rõ sự trói loa của người đàn ông này, nhưng vẫn chưa có dịp nghe anh thuyết giảng. Lúc trước ngữ cảnh từng nhắc đến, nói rằng các buổi thuyết giảng của anh ở Học viện Pháp y Đại học Yale, Bài học Stanford đều rất chấn động. Nội dung của buổi thuyết giảng đều được sinh viên liệt thành tài liệu tham khảo quan trọng. Mỗi lần kể, ngữ cảnh đều vô cùng hãnh diện rồi làm ra vẻ nuối tiếc, nhìn cô rồi nói. Đáng tiếc quá, cô chưa được lĩnh hội sự hấp dẫn của giáo sư trên bục giảng. Buổi thuyết giảng của anh ấy luôn đông người nhất, hơn nữa không thể thu hút riêng sinh viên của viện pháp y. Lần này, lúc bất thần còn chưa bắt đầu, cô đã lãnh hội được sức hấp dẫn của anh rồi, cũng hiểu được nét mặt sùng bái của ngữ cảnh. Anh đứng trên vạn người, mỗi một hành động đều quyền uy. Một người đàn ông như vậy khiến người ta tâm phục nhất, mà sự quyền uy đó tới từ sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của anh. Giảng đường vẫn yêu cầu toàn thể sinh viên tắt di động, các vận dụng như máy ảnh, bút ghi âm đều nhất loạt không được đem vào. Không giống như các vị khách mời khác, buổi thuyết giảng của Lục Bắc Thần trước nay không công khai. Xin chào các em, tôi là Lục Bắc Thần. Anh lên tiếng, tự giới thiệu ngắn gọn từ lúc mở đầu. Thông qua micro, giọng của anh trầm ấm, quyến rũ và êm ru. Câu nói này vừa dứt, cả hội trường lại sôi động, còn không ít các sinh viên nữ gọi tên anh. Cố Sư quay đầu nhìn sang, mấy sinh viên đó kích động tới nỗi mặt mũi méo xệch, cánh tay cố chật nổi da gà. Rồi khi quay sang, vừa thức lực quét qua phó lược bên cạnh, ông trời ơi, cậu ấy cũng bày ra vẻ mặt si mê. Anh mới nói có một câu thôi mà, có cần phải vậy không? Đang mải nghĩ thì cô cũng nghe thấy một tiếng rít bất giác khỏi micro cực kỳ chói tai. Cả hội trường sửng sốt, Cố Sư ngẩn người là tiếng tín hiệu bị gây nhiễu. Rất nhanh cô không nhìn thấy ngữ cảnh bước xuống, tìm một nguồn dựa theo tín hiệu gây nhiễu. Lục Bất Thần không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi trên bục giảng. Tất cả mọi người đều nhìn theo ngữ cảnh. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã đi tới hàng cuối cùng, đứng trước mặt một nữ sinh, làm động tác mời với cô ấy. Nữ sinh đó đầu tiên là ngượng ngập, sau đó sắc mặt chuyển sang đỏ bừng, hét lên với bục giảng. Giáo sư Lục, em lập tức tắt điện thoại được không à? Em muốn nghe thầy giảng. Từ đầu tới cuối, Lục Bất Thần không nói lời nào, sắc mặt không lòng không lành. Ngữ cảnh xin lỗi một câu, rồi tiếp tục mời cô bé đi ra. Những người khác dĩ nhiên không muốn câu giờ, nhất loạt khiển trách hành vi lén lút dùng di động chụp ảnh của cô ấy. Tất cả đều ầm ĩ yêu cầu cô ấy ra ngoài. Nữ sinh không còn cách nào khác đành buột bã đi xa. Một sự cố nhỏ, Lục Bất Thần bình tĩnh nhắc nhở mọi người rằng buổi thuyết giảng của anh phải tuân thủ quy định của anh. Cố Sư hiểu sự hà khắc xa cách này của anh. Một số buổi thuyết giảng không công khai dĩ nhiên cấm chụp ảnh và ghi âm, nội dung của nó có thể không thích hợp lưu truyền ra ngoài. Thật ra cô cũng nhận thấy anh không thích thương lắm với mấy buổi nói quy mô lớn thế này. Nghe ngữ cảnh kể, mấy lần thuyết giảng về sau của anh ở nước ngoài đều cấm các sinh viên bên ngoài tham gia, chỉ giảng cho sinh viên viện pháp y. Thái độ này chắc chắn là hoàn toàn khác biệt với các vị khách trong nước. Nhìn thấy biển người của giờ phút này, chắc là trong nội dung của anh cũng có phần dự kín. Đợi tất cả yên ắng rồi, Lục Bất Thần nhìn về phía mọi người. Sau đây, tôi có thể nói tiếp rồi chứ? Một câu nói đùa khiến cả hội trường rộ lên tiếng cười. Cố Sư ngồi xuống, thầm nghĩ anh chàng này nếu làm thầy giáo cũng được đấy, chưa biết chừng. Cũng có học trò khắp nơi như mấy giáo sư trong trường, nhưng sau đó cô lại nghĩ, anh có thể làm một người thầy tốt được không? Đám ngữ cảnh cũng quanh năm đi theo anh, lúc mắng họ, anh không chút nể nang. Sinh viên bây giờ cá tính lắm, anh mà làm thầy giáo, chẳng biết có một ngày bị tố cáo mấy lần. Cô còn đang mải nghĩ thì Lục Bất Thần bắt đầu nói. Quá, không có quá nhiều lời mở đầu, thậm chí không giới thiệu thêm về bản thân, ngoại trừ câu tôi là Lục Bất Thần ấy. Sau một màn chiếu lớn, khách mời cách tường chiếu giáo án của mình lên đó. Anh thì không,
không có những con chữ gì rít cùng với những hàng đoạn dài dằng dặc, chỉ có tạm thời trầm mặc và chờ đợi. Anh không nhắc lại những vấn đề cơ bản một cách cụ rích. Buổi thuyết giảng này vốn nhắm vào sinh viên viện pháp y, còn về các khoa khác, anh cũng không thể phổ cập lại một lượt các kiến thức cơ bản trong giáo trình, đại đa số là các án quốc lệ, quốc tế. Anh dần dần đi vào một cách trần tự, đơn giản đến phức tạp, cũng cùng với chất giọng trầm trầm của anh, không thể không thừa nhận đây như một bữa tiệc của đôi tai. Có rất nhiều vụ cổ xưa không biết, nhưng cô hiểu rõ nếu Lục Bắc Thần đã nói tới buổi thuyết giảng thì chắc chắn là đồ riêng của anh. Nói một cách khác là những vụ án đã qua tay anh. Mặc dù Lục Bắc Thần chưa từng kể cho cô nghe những vụ án anh đã từng giải quyết, nhưng việc này cũng không khó đoán. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo dường nào, dĩ nhiên không thể lấy kinh nghiệm của người khác để làm phong phú buổi giảng của mình. Chủ đề buổi giảng của lần này là sống chết. Một cái tên rất lạ lùng, nhưng khi được anh giải thích thì mọi người đều tỉnh ra. Chết là cái chết, nạn nhân, chết bình thường hay bất thường, chết như thế nào, quá trình tử vong. Đây là một hệ thống vĩ đại của pháp y. Từ khảo sát hiện trường cho tới giám định, anh đều lần lượt nói rõ những án lệ hết sức sâu sắc, đặc sắc. Cũng sống chưa hẳn là theo nghĩa đen. Anh coi từ sống này giải thích cho những lời khai của nạn nhân. Đừng tin rằng người chết là im lặng, mọi sẽ nói cho bạn tất cả mọi chuyện xảy ra. Đúng bất thần đứng giữa bục giảng, ánh mắt kiên định. Cố sư nghe đến thất thần, đâu chỉ có mình cô, các sinh viên không thuộc chuyên ngành pháp y cũng rất say sưa. Có lượng ghi chép luyến thoáng, toàn là những điểm mấu chốt trong lời nói của Lục Bắc Thần. Trong quá trình thuyết giảng, đôi mắt anh vẫn bình tĩnh, di chuyển khắp hội trường, không đắm đuối trao đổi ánh nhìn với cô sơ. Ngoại trừ lúc mới vào hội trường, về sau, cho dù nhìn về phía cô, anh vẫn rất bình thản. Khi chưa qua phân tích chuyên nghiệp và logic, đôi mắt của bạn vĩnh viễn là đuôi mù. Anh lại nói, câu nói này khiến cho các sinh viên xì xào bàn tán. Có người sẽ chất vấn câu nói này. Vậy được, nếu không phiền tôi sẽ thử kiểm tra mọi người. Lục Bất Thần nghiêng người. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Khi anh sơ sơ tay lên, ánh sáng màu vàng trên ngón tay chợt lấp lánh. Cố sơ bất chợt nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của mình. Chiếc nhẫn ấy nhẹ nhàng xoay trên ngón giữa. Trái tim cô cũng trở nên nóng bỏng. Phó Lượng nhìn Lục Bất Thần chằm chằm như hổ đói, rồi khẽ sát mặt qua buông dư lê. Nhìn thấy chưa? Thấy gì? Chiếc nhẫn trên tay thầy ấy kìa. Phó Lượng di sầm, như có một con quỷ đột nhiên chui vào lòng cô sơ. Cô vội vàng rút bàn tay đeo nhẫn vào túi, à một tiếng. Nhưng sự chú ý của Phó Lượng vốn không đặt vào động tác nhỏ nhặt của cô, mà thở dài nặng nề. Cô sơ quay đầu nhìn biểu cảm hụt hẫng của cậu ấy, cảm thấy rất buồn cười, bèn hỏi. Sao thế? Thầy đeo nhẫn rồi. Đeo nhẫn thì làm sao? Cô sơ không hiểu. Phó Lượng ủ rồn. Thì chứng tỏ thầy ấy đã là hoa quả đã có chủ chứ sao? Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người dùng cụm từ hoa đã có chủ để hình dung một người đàn ông. Thầm lẩm bẩm trong lòng, người đàn ông của ai cậu cũng chú ý à? Nhưng ngoài miệng không thể nói vậy. Quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần đúng là người xung quanh có biết chuyện, nhưng chuyện này không cần xíu sao ở Mỹ. Trong chuyện tình yêu, cô không phải kiểu người thích khoe mẽ, cả Lục Bắc Thần cũng vậy. Không cố tình nói sai, nhưng cũng chẳng mất công xấu giếm. Mọi chuyện không khác gì các cặp yêu đương bình thường cả. Trương mắt, đối diện với cái nhìn chằm chằm của Phó Lượng, theo lý mà nói, cô nên tốt bụng nhắc nhở một câu, chí cũng có thể dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt ấy. Nhưng cô lại nghĩ, Phó Lượng và các nữ sinh có thể nuốt sống Lục Bất Thần ngồi tại kia trong giai đoạn hưng phấn. Lúc này mà cô bất thình lình nói, Lục Bất Thần là bạn trai của tớ, thì chắc chắn Phó Lượng chẳng còn tâm tư nghe buổi thuyết giảng nữa, nhất định sẽ bám lấy cô, hỏi cho bằng được. Nghĩ vậy, cô bèn nói bóng gió. Ánh mắt gì thế hả? Nhẫn của thầy ấy đeo vào ngón giữa, chứ phải ngón áp út đâu, chưa biết chừng đeo cho vui thôi. Cậu thì biết cái gì? Mẫu đàn ông nghiêm túc cao ngạo như thầy ấy có thể tùy tiện đeo nhẫn lên ngón tay để chơi hay sao? Phó Lượng nhìn cô, giọng điệu dạy dỗ. Cậu nhìn tay thầy ấy đi, ngoài đồng hồ ra thì chỉ có chiếc nhẫn đó thôi. Thế làm nghề gì? Làm pháp y. Đôi tay đó quý như vàng ấy. Nếu không phải có ý nghĩa đặc biệt, tớ tin thấy tuyệt đối sẽ không đeo nhẫn lên ngón đâu. Ngón giữa đại diện cho điều gì? Là hôn ước, là lời thề, kiểu gì cũng phải là nhẫn đính hôn.
Cố Sư nuốt nuốt nước bọt, chân thành bái phục. Khả năng quan sát của cậu siêu thật. Hãy gọi tớ là thần thám lượng, xin cảm ơn. Vô Lượng cười hì hì, rồi lại nhanh chóng xị mặt xuống. Ai, ước gì tớ đoán sai. Tớ cảm thấy cậu suy luận không sai đâu. Cố Sư bá vai cậu ấy. Cậu học pháp y, nếu một chút suy luận còn con này cũng không có, thì lãng phí mấy năm học hành rồi. Vô Lượng nghe xong, lại càng ủ ê. Người ta có bạn gái rồi, cậu mau hoàn hồn lại đi. Đây là sự ngưỡng mộ tinh thần, có hiểu không à? Vô Lượng tìm một cái cớ để vịn vào. Cậu nhìn nữ sinh khắp hội trường mà xem, có ai không ngưỡng mộ tinh thần? Đừng nói là thầy đính hôn, cho dù hôm nay thầy có đeo nhẫn lên ngón áp út, thì vẫn có những cô gái nhào tới, cậu tin không? Cố Sư lườm nguyết, không định quan tâm tới mấy câu cậu ấy nói nữa. Trên màn chiếu lớn là một bức ảnh hiện trường vụ án. Bên cạnh sofa, một nạn nhân nằm giữa vũng máu, tay cầm một con dao, lưỡi dao rinh máu hướng xuống dưới. Trên động mạch chủ có vết cứa, trên vết thương có vết máu đông. Bên cạnh bức ảnh này là hình ảnh giải phẫu nạn nhân, đầy đủ mỗi một bộ phận, vô cùng sắc nét. Bây giờ mọi người đang xem một vụ án xảy ra tại một gia đình ở London. Năm đó vụ án này cũng đã dấy lên không ít tranh luận, trong đó tranh luận lớn nhất chính là về nguyên nhân cái chết của nạn nhân nữ. Lục Bất Thần dùng bút hồng ngoài chuyển lên bức ảnh trên màn chiếu. Pháp y phụ trách vụ án này sau khi nhận được sự đồng ý của người nhà nạn nhân đã giải phẫu tình hình của nạn nhân như phía bên dưới. Dứt lời, anh quay xuống dưới. Tôi nghĩ ở đây sẽ có một số sinh viên sau này theo nghiệp pháp y. Vậy ai có thể nói cho tôi biết suy luận của các em? Thưa giáo sư. Bên dưới, có một sinh viên nam giơ tay lên nói. Dựa vào một bức ảnh, nó có thể suy đoán toàn bộ tình tiết vụ án. Cá nhân em cho rằng có hơi võ đoán. Trong điều kiện tình hình cũng cho phép, mang ảnh là manh mối quan trọng nhất. Ánh mắt Lục Bất Thần điềm đạm lại đầy nghiêm nghị. Ngoài ra em phải nhớ rằng, một khi đối mặt với vụ án không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đây là công việc cần sự hợp tác của đoàn thể. Nếu em nghi ngờ bức ảnh, thì chứng tỏ em không hoàn toàn tin tưởng đồng nghiệp của em hoặc là nhân viên khám nghiệm hiện trường. Sinh viên nam xoa xoa mũi, không nói thêm gì nữa. Cố Sư chứng kiến hết thầy thầm nghĩ, có người ta khi còn trẻ và đầy sức sống hay nghĩ tới những lẽ tất nhiên. Ví dụ nam sinh kia cho rằng quá mù quáng sẽ dẫn tới võ đoán mà không biết trên trời còn có núi cao hơn núi, giống như bên bục kia. Những lời nói dựa vào một bức ảnh, cho dù là vụn xương, cũng có thể tìm ra manh mối. Lại có người giơ tay. Em cho rằng là tự sát. Lý do? Rất đơn giản, nếu đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, thì một khi giết người, ắt sẽ để lại dấu vết. Đó là một cô gái, ăn nói rất hùng hồn. Nhìn trong bức ảnh không có dấu vết vận lộn, trên vũng máu cũng không có dấu chân hỗn loạn, trên sát nạn nhân không có dấu hiệu giằng co. Từ vết thương trên cổ tay, có thể đó là vết thương chí mạng, cuối là cứa vào động mạch chủ, dẫn tới tử vong. Lục Bất Thần nửa đùa nửa thật hỏi. Em là sinh viên viện pháp y à? Không ạ. Bình thường em thích xem phim hình sự phán phải không? Vâng thưa giáo sư. Sau này em có định theo ngành pháp y không? Dạ không, em chỉ đơn thuần có hứng thú với suy luận, nhưng sẽ không đi theo ngành này. Lục Bất Thần cười khẽ. Tôi rất mừng vì em không phải sinh viên viện pháp y, càng may mắn hơn khi tương lai em không đi theo nghề này. Sinh viên nữ giữ người. Cố Sư thầm thở dài trong lòng. Lục Bất Thần ăn nói luôn không dễ nghe. Đối phương là con gái đấy, nề mặt người ta chút chứ. Không đúng, cả cô cũng nhận ra đầu mối, chẳng trách Lục Bất Thần không khách khí như vậy. Phó Lượng chắc rất nghiêm túc. Nghe cô bạn kia nói xong, bẻ miệng môi. Mang mấy cái trò trên phim truyền hình ra nắm nói, đừng bảo là giáo sư Lục chê cười, cả sinh viên viện pháp y bọn tớ cũng cười cho. Nữ sinh kia đã mất hết thể diện, dĩ nhiên không phục. Giáo sư Lục, thầy nói vậy là có ý gì ạ? Lẽ nào em suy luận không logic chút nào sao? Có, chỉ là suy luận xuông hoặc là suy luận logic dễ hiểu. Lục Bất Thần nhẹ nhàng đáp. Thật mừng vì em không học tại viện pháp y, chứng tỏ mọi suy luận của em đều bắt nguồn từ những tác phẩm phim ảnh. May mắn tương lai em không theo nghề này vì sẽ bớt đi một vụ oan sai. Sắc mặt nữ sinh đó không ổn cho lắm. Điểm gây tranh luận của vụ án này hoàn toàn không nằm ở việc tự sát hay bị giết hại. Lục Bất Thần uống một ngụm nước, ánh sáng hắt lên chân mày của đôi mắt anh. Nhưng nếu đã có sinh viên nghi ngờ là tự sát, vậy có kiến thức phản bác nào không? Lúc này, sinh viên viện pháp y giơ tay bày tỏ quan điểm. Từ
từ chi tiết nạn nhân vẫn còn cầm dao trên tay phải là có thể loại trừ khả năng tự sát. Lục Bất Thần ra hiệu cho sinh viên nói tiếp. Cố Sơ nhìn lên gương mặt Lục Bất Thần, cứ cảm thấy ánh mắt anh hơi đỏ, giống như là tia máu. Anh mất ngủ sao? Sinh viên kia tiếp tục phát biểu. Nếu là tự sát, lưỡi dao phải hướng lên trên chứ không hướng xuống dưới như trong ảnh. Cô ấy giơ tay lên minh họa. Tự sát không giống như thái dao, không có ai hướng lưỡi dao xuống dưới rồi xoay ngược để cứa vào cổ, quá mức phiền phức. Dĩ nhiên, lưỡi dao cũng có thể hướng sang trái hoặc sang phải, nhưng nếu là tự sát, khả năng hướng lên trên là lớn nhất. Lý do? Con người luôn mang nỗi sợ hãi đối với cái chết, cho dù là người tự sát cũng không ngoại lệ. Cô ấy cứa cổ, trong quá trình chờ đợi cái chết nhất định sẽ căng thẳng. Nếu căng thẳng, sẽ vô thức cuộn chặt tay lại. Chui dao ở trong tay cô ấy thông thường sẽ không có không gian để tùy ý trượt xuống. Lục Bất Thần mỉm cười, xem ra suy đoán của cậu ấy thật không sai. Nếu không phải là tự sát, nghi ngờ lưỡi dao bị kẻ khác cố tình sắp đặt, thì rất có thể là bị sát hại. Em suy đoán người này bị hạ độc. Cậu ấy nói tiếp. Lý do là trong bức ảnh giải phẫu, hệ thống thần kinh trung khu của nạn nhân, cũng tức là màng nhện, xuất huyết và huyết quản nhỏ trong não, hiện tượng sung huyết. Em cho rằng nạn nhân đã sử dụng những loại thuốc, loại bupivirat dẫn đến trúng độc tử vong. Thế nên, nghiêm túc mà nói, đây là một vụ đầu độc có chủ đích. Lục Bất Thần gật đầu, sinh viên bắt biểu ý kiến, vô cùng đắc ý. Nhưng Lục Bất Thần lại nói. Các em khác thì sao? Có ý kiến khác không? Cả hội trường râm ran bàn luận, Võ Lượng cũng tập trung chú ý vào vụ án, cho mày rất chặt. Nhìn thế nào cũng giống bị hạ độc mà, sao lại không đúng nhỉ? Chỉ tùy ngân hoặc là côn đều có thể khiến màng nhện xuất hiện, xuất huyết não, quản nhỏ trong não sung huyết, hoặc là thoát vị màng não tủy não, hoặc là bệnh về não do trúng độc. Nhưng nhìn lên ảnh giải phẫu thì khả năng về bupivirat nhiều hơn, các loại thuốc khác không giống lắm. Cố Sơ ngồi dựa vào ghế, yên lặng quan sát bức ảnh trên màn chiếu, suy tư sâu xa. Phía dưới vẫn bàn tán không ngừng, nhưng không ai dám thoải mái phát biểu ý kiến. Một vụ án tưởng chừng đơn giản, nhưng nhìn lại không đơn giản. Lục Bất Thần ở trên bục khá nhàn nhã, chậm rãi uống nước cho nhuận dòng. Ánh mắt vững vàng dừng lại trên người Cố Sơ, cách đó mấy mét. Khóe môi dướng lên, bị miệng cốc che khuất, dáng vẻ cô khi nhíu mày trông rất đáng yêu. Lại một lúc nữa, anh đặt cốc nước xuống rồi nói. Không ai có ý kiến khác à? Mấy sinh viên viện pháp y, một năm miệng mười. Tính chất của độc tố chính xác là loại thuốc bupivirat. Đây là kết quả thống nhất của các em. Mấy sinh viên đó cũng không dám nói chắc chắn 100%. Bên tai Cố Sơ không còn thanh âm nào khác, trong đầu hiện lên toàn là những cảnh tượng trong phòng thực nghiệm, còn cả những xác vụn ghê người. Còn cô nhìn chăm chăm mấy bức ảnh, một tia sáng chợt lóe lên, một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu. Cô buột miệng. Là oxy carbon. Giọng cô không lớn, nhưng đủ để các sinh viên khác nghe thấy. Tiếng tranh luận đột ngột im bặt. Lục Bất Thần nhìn về phía cô, khóe môi khẽ cười, nụ cười lan tận vào đôi mắt, cực kỳ khẽ khàng. Anh nói. Lý do? Giọng điệu vẫn giống như thường ngày nói chuyện với cô ở trong phòng thực nghiệm, nhưng cũng lại có vẻ không khác gì khi nói với các sinh viên kia. Lúc ấy cô Sơ Mỹ tức được mình đã bột miệng, rút lại không còn khả năng nữa. Lục Bất Thần lần này thẳng thắn nhìn cô như cười như không. Cô hắng giọng nói. Hình ảnh giải phẫu rất rõ ràng ạ. Chính là hít phải quá nhiều oxy carbon dẫn tới trúng độc. Lục Bất Thần còn chưa lên tiếng, đó có sinh viên của viện pháp y nói. Này, bạn có phải là sinh viên viện pháp y không? Không hiểu thì đừng có nói bừa. Trên hình giải phẫu điểm nào biểu thị chất độc là oxy carbon? Chuyện Cố Sơ không sợ nhất chính là có người khiêu khích. Càng có người phản đối, ý chí của cô lại càng mãnh liệt. Cô đáp không chút khách khí. Đúng là tôi không học ở viện pháp y, nhưng độc văn học không chỉ có viện pháp y các bạn mới biết học, hiểu không? Lẽ nào học viện của chúng tôi không dạy sao? Vậy được, bạn nói là oxy carbon, vậy việc màng nhện của nạn nhân sung huyết, xuất huyết thì giải thích thế nào? Bạn à, loại thuốc bupivirat thường dùng trong lâm sàng, dược tính và độc tính có sự khác biệt rất lớn. Thông thường phải dùng gấp 10 lần lượng trị liệu thì mới trúng độc. Sự khác biệt trong độc tính của loại thuốc bupivirat khác cũng khá cao. Nhìn qua hình giải phẫu, màng nhện của nạn nhân quả thực có hiện tượng sung huyết. Nhìn quan sát kỹ, lượng sung huyết thì chưa đến mức độ đủ để mất màng. Vậy bạn dựa vào đâu để suy đoán chất độc là oxy carbon? Dựa vào gương mặt và máu huyết của nạn nhân. Cố Sơ hừ khẽ một tiếng, nhàn nhã trả lời. Mấy sinh viên trong phòng bỗng sững lại.
Bạn à, giáo viên của các bạn chưa dạy cho các bạn phản ứng khi trúng độc oxy carbon sao? Máu huyết và sắc mặt của nạn nhân biểu hiện màu đỏ như hoa đào. Đây là phản ứng thường gặp khi trúng quá nhiều độc oxy carbon. Cố sư nhướng mày, vô cùng đắc ý. Các sinh viên khác kinh ngạc, lúc này mới chú ý đến màu sắc của máu, sắc mặt của nạn nhân. Cố sư chưa dừng đó, uể oải nói. Nhưng mà chuyện này cũng không thể oán trách bạn. Chính giáo sư Lục đã cố ý gây nhiễu sự chú ý của các bạn, chiếu ra bao nhiêu hình ảnh giải phẫu. Thật ra, bố không cần nhìn hình ảnh giải phẫu. Dừng lời, cô sung sướng nói với Lục Bất Thần trên bục. Phải không giáo sư Lục? Lúc ấy các sinh viên viện pháp y mới ngớ ra là bị lừa. Có sinh viên khác vỗ tay cho cố sơ, vừa nhìn là biết phía bên viện y học. Cả buổi thuyết giảng bị viện pháp y chèn ép, họ quả thực là ngột ngạt. Lục Bất Thần nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực khí thế của cô, nụ cười càng thêm đậm, cười khẽ qua micro. Khá lắm, cô nhóc lanh lợi. Hết tập 68. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi của Ngụy Tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you all, bye bye.